vị khán giả, Minh Châu và đầu bếp Thanh Vũ rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào Minh Châu. Dạ, anh Vũ thấy em cầm gì trên tay không? Qua một lá thư của khán giả nữa chứ gì. Anh mỗi lần nhận thư của khán giả thì anh cũng rất là vui vì khán giả quan tâm tới chương trình của mình. Nhưng anh cũng rất là hồi hộp vì anh không biết khán giả yêu cầu hay đóng góp gì chương trình của mình. Vậy thì em hãy đọc ngay cho anh nghe xem lá thư khán giả này nói gì. Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ơi, sắp tới ngày 8 tháng 3 rồi. Em muốn xuống bếp nấu tặng cho mẹ em một món ăn. Em là con trai nên trước giờ cũng không biết nấu nướng gì. Nên chương trình hướng dẫn món gì dễ dễ thôi nghe. Và cho em giấu tên vì em sợ mẹ em biết lắm. Anh đoán chắc rằng bé trai này rất là chu đáo và cũng rất là yêu mẹ nữa. Vậy thì nhân chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cũng như khán giả bé trai giấu tên nào đó một món ăn rất là đơn giản mà ai cũng có thể nấu được. Đó là món trứng chiên lạp xưởng. Nguyên liệu để làm món này rất là đơn giản. Chúng ta cần có trứng gà, lạp xưởng, hành lá, hành tây, tỏi lột vỏ, ớt sừng, nước mắm, dầu ăn, tiêu trắng xay, nước tương ly sa và một nguyên liệu nữa để tăng thêm vị đậm đà của món ăn, đó là hạt nêm Aji ngon. Trước tiên chúng ta sẽ luộc lạp xưởng. Anh sẽ cho vào đây một chút nước. Bây giờ anh sẽ cho cái lạp xưởng vào, sau đó anh sẽ đậy nắp lại. Bây giờ em giúp anh canh luộc lạp xưởng, cho lạp xưởng vừa nóng là được rồi nha. Dạ. Em biết tại sao mình phải luộc lạp xưởng trước khi chiên không? Dạ không. Thưa quý vị và các bạn, để lạp xưởng của chúng ta sau khi chiên không bị khô và cứng thì chúng ta nên luộc lạp xưởng trong nước nóng. Như vậy thì nó sẽ chín bên trong, như vậy mình chiên nó cũng mau chín hơn đúng không anh? Ngoài việc để cho lạp xưởng được chín bên trong, làm cho cái thịt cũng như mỡ trong lạp xưởng được nở mềm trước khi rồi chúng ta mới chiên đúng không nào? Quý vị khán giả thân mến, như vậy thì chúng ta nên luộc lạp xưởng trước khi chiên. Như vậy thì món ăn của chúng ta sẽ ngon hơn. Trong khi chờ lạp xưởng mềm thì bây giờ anh sẽ cắt hành tây. Hành tây chúng ta sẽ cắt lát. Kế tiếp hành lá thì anh sẽ cắt nhỏ. Rồi bây giờ để xem lạp xưởng của chúng ta đã chín chưa. Rồi sau khi các bạn thấy lạp xưởng nở căng tròn như vậy là lạp xưởng đã chín và mềm bên trong. Bây giờ em gấp ra. Rồi về chúng ta sẽ tới phần chiên lạp xưởng nha. Rồi anh cho vào đây một chút xíu dầu. Rồi bây giờ em cho lạp xưởng vào đi. Rồi chúng ta chiên lửa nhỏ từ từ để như vậy thì mỡ bên trong lạp xưởng mới tươm ra và lạp xưởng mới được thơm. Thưa quý vị và các bạn, để lấy hạt cho mỡ ra được dễ dàng thì sau khi cắt bỏ cuống chúng ta sẽ xe nhẹ như vậy. Sau đó chúng ta rút ngược xuống. Đó, mình cho thấy rất là đơn giản đúng không nào? Dạ. Kế tiếp anh sẽ cắt lát. Lạp xưởng sau khi chúng ta đã rám mặt và dậy mùi thơm là được rồi đó. Bây giờ em gắp lạp xưởng ra đi. Anh ơi, lạp xưởng bắt đầu vàng hết mặt thơm quá Chắc mình phải đợi nguội rồi mình mới cắt được đúng không? Chính xác, vì lạp xưởng sau khi chiên xong thì rất là nóng. Chúng ta không thể nào cắt được đâu. Chúng ta hãy để đây ha. Bây giờ anh sẽ đập trứng. Trứng gà mà dùng làm trứng chiên thì là ngon số 1 rồi. Nhưng mà nếu không có trứng gà em có thể dùng trứng vịt được không? Thực sự ra thì trứng gà với trứng vịt đều có những vị ngon riêng em à. Nếu chúng ta dùng trứng vịt để chiên món ăn này thì các bạn nên nhớ cho vào một ít nước. Vì trong kết cấu của trứng vịt thì thường đặc hơn trứng gà. Do đó khi sau khi chúng ta chiên thì trứng vịt sẽ được mềm và xốp hơn. Còn đối với trứng gà thì chúng ta không cần phải cho thêm nước. Em hiểu rồi, một bí quyết rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ cho gia vị vào một ít Aji ngon. Và chắc chắn là chúng ta phải cho một chút tiêu. Rồi chúng ta sẽ cho vào đây một chút nước mắm. Khoảng nửa muỗng thôi em ạ. Rồi, và anh sẽ đánh tan lên. Rồi sau khi trứng đã tan thì anh cho vào đây hành tây. Anh sẽ cắt lạp xưởng thành những lát xéo. Tất cả nguyên liệu của chúng ta đã sẵn sàng. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần chiên trứng. Chính xác. Bây giờ em giúp anh mở lửa lên. Đây. Chúng ta vẫn tiếp tục dùng lấy cái chảo mà chiên lạp xưởng khi nãy đúng không nào? Và chúng ta cho vô đây một ít dầu. Còn hai tép tỏi nữa, anh sẽ đập dập. Em có biết tại sao tỏi anh không bằm, anh không cắt lát, mình lại đập dập không? Chắc là phi cho thơm xong rồi mình phải gấp nó ra đúng không anh? Chính xác, tại vì anh muốn lấy mùi thơm của dầu tỏi để chiên trứng thôi em à. Bây giờ dầu đã nóng, chúng ta cho tỏi vào. Như vậy. Rồi sau khi thấy tỏi đã ngả màu vàng như vậy thì dầu chúng ta đã thơm ha. Bây giờ chúng ta sẽ cho tỏi ra một bên. Anh sẽ gắp tỏi ra một bên như vậy. Đó. Sau đó chúng ta đổ nhẹ nhàng vào như vậy. Đó.
và chúng ta xoay chảo một chút để cho trứng bên trong được chảy ra. Để cho món trứng chiên của chúng ta được chín mà không bị cháy thì chúng ta phải canh lửa cho thật là vừa. Tùy theo số lượng trứng chúng ta cho vào chảo chiên, chúng ta canh lửa cho vừa phải. Sau khi trứng đã chín nhưng mà bề mặt ở bên trên còn sệt sệt như vậy thì chúng ta sẽ cho lạp xưởng vào. Thì như vậy lạp xưởng sẽ dính vào trứng, cũng như là lạp xưởng không bị chìm ở phía dưới. Chúng ta xếp hình tròn như vậy ha. Và anh sẽ cho một ít hành lá trên mặt luôn. Wow. Rất là nhẹ nhàng. Đẹp quá anh Vũ ơi, cảm giác như một bông hoa nở giữa mùa xuân. Nào bây giờ mời em dùng thử và cho anh biết nhận xét như thế nào. Ngon quá anh Vũ ơi. Anh Vũ biết không, em thấy được cái vị bùi bùi béo béo của trứng nè. Bên cạnh đó lạp xưởng có mùi thơm rất là đặc trưng. Quý vị thân mến, có rất nhiều bí quyết để chế biến một món ăn ngon, nhưng có một bí quyết vô cùng đơn giản mà tất cả chúng ta đều đang nắm giữ, đó là hãy chế biến món ăn bằng tất cả tình yêu thương của mình. Như vậy thì những người thân của mình khi ăn những món ăn đó sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, đúng không anh? Đúng vậy. Và quý vị cũng đừng quên có hai cách rất quen thuộc để liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, đó là gửi thư về hộp thư số 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Còn bây giờ thì Minh Châu và đầu bếp Thanh Vũ phải nói lời chào tạm biệt với quý vị tại đây, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.